biết là cũng khuya rồi, nhưng mà em giúp chị là dời cái logo từ bên phải qua bên trái rồi làm mờ mờ đó một chút xíu nha. Xong em xuất file dưới 2 kilobyte gửi chị. Mà khuya rồi sao để chị nhắc vậy em? Em chưa có gửi cái biên bản cuộc họp mà hồi chiều chị có chỉnh sửa đó, em forward cho người ta đi. Em ơi, chị mới nhớ ra cái này hay nè. Em chưa có ngủ đúng không? Chưa ngủ thì thôi ráng làm thêm cái này để mai mình lên bài sớm luôn nha. À em ơi, cái bản dừng công thức không em? Nhờ bạn kéo dài 2 giây cái đoạn kết giúp chị. Chị đó biết là khuya rồi, nhưng mà em ơi, chị nói cái này nữa thôi. Là em làm sao để cho cái video nó lên xu hướng đi, chứ chị thấy người ta làm dễ quá trời kìa.